chân cơm đi tao. Cơm đây nè. Chờ cái gì, chờ mày đó. Chờ ai kìa. Chờ ai đâu, chờ ai. Vậy sao? Dạ, người ta đưa. Khóa cửa đi đâu? Dạ, qua. Khóa cửa đây đi. Để anh chị ngoãn nguy hiểm không? Xe cổ. Không ai nữa chứ á. Chờ mình tao, tao qua rồi. Ở một chút dữ nhà. Tóc thành. Tóc thành. Nấu ai ra cá đâu, thấy cá đâu mày ra cá nấu đang chưa chín đem lại. Dạ ngon, bữa nay hôm nay lên hương. Để cho sôi lên nghe hai miếng rau. Rau này nè. Sống nè. Để cá vô, để cá vô. Phải để cho nó sôi, dặn lên cho nó sôi. Cái bếp này phải biết rồi đâu. Ăn miếng bún rồi. Mời chứ cậu ăn nữa. Mời ăn gì nữa? Tính hư sơ xài thôi. Con lụt thì kiếm có thì để nhà nó coi kỹ lại con đi xe nó có. Mua cái. Mua đi. Về làm 10 cây 25 ngàn. Sôi lên rồi. Cái cà hơi ảo bây giờ chú mua cho thử cho một cái khác đi. Nhưng mà con biên nó không yếu á. Con biên kia là không đủ không đủ bọt ra đo mà. Nó biết yếu. Rồng nhút. Phải rồi. Rồng nhút. Nó không đủ bọt nó không đủ bè rồi đó. Nó phải sống được. Nó rau đắng rồi đó. Rau đắng hả? Rào đắng đó, cùng nèo trái tượng gì đó không đúng không đúng. Rào nèo Nhật Bản Á Rập chốt 1-0 Nhật thắng hả? Thôi ai thắng thua cũng biết, Nguyễn Nhật Nam thắng là được rồi. Mình vô vô vui thôi. Không có coi đó anh mà. Hết rồi. Trời ơi. Hết rồi. Ghiền dữ kìa. Hết hẹp. Ghiền dữ. Hết hẹp rồi. Hết rồi. Rau vô. Cá vô đi. Xúc vô. Rau vô. Cái. Rồi cá vô. Cá lấy nè, lấy mỡ. Lấy mỡ được luôn. Mở ăn nó sao? Ờ dường như chưa chín vậy ta. Chín ra rồi chín. Không. Đó, đó, chưa. Mới đây là chưa anh ơi, chưa. Chưa. Ờ, chưa. Chưa chín rồi nè. Chưa. Đây nè, bỏ đây nè. Chưa. Rồi chưa. Hàng gì dễ không dễ không được. Dễ không được là chưa chín. Không biết chưa chín. Đó cá sấu. Không phải là cá chín mà để nóng mà cá không. Ờ để qua đây cho nó chín nóng ăn ăn mới ngon. Cá là cá sống. Dành lương thì cá còn sống, nấu bệnh mày đều nào nấu cũng chưa có chín không. Ờ chưa chín cái dừa ở giữa. Ăn ngoài bìa được. Ăn chán ra. Ăn chán cho nó lớn. Đó thôi, mà nó còn chín lắm. Trời ơi, không biết rồi. Từ từ. Mà dễ nó tức rồi. Ớt vô. Mặn miếng chanh vô. Mông đâu? Nó về nó có nói không vậy? Hồi vừa nó có nói không vậy? Mới nói rồi, nó mới đây rồi. Tôi nói nó hồi chưa. Đâu quá, nó đang ở nhà, nó đi, nó ở nhà. Nó không có cái đó ngon á. Chín rồi, chín rồi. Tép tôm không tép được hồi trưa nó về nhà 12 giờ đó đi ăn cơm gì á tôi mới điện đó à, cái này mở nè ồ ngon cái này ngon quá rồi xong rồi ngon quá đã còn mình nó chín rồi chín rồi từ từ tới nè chín rồi nè mời ăn tiếp
canh nhắc vô nè, canh này nè, canh với ớt nè. Có, canh ớt nữa luôn không? Này bằng canh ớt vô mới ngon. Chín rồi. Chín rồi, chín rồi. Giải từ từ ngoài. Mày là chín, còn chưa giải rồi. Ờ, chơi trình đó hả? Cái này là cái... Chơi trình. Giọng mà. Cái đầu. Ờ, cái này. Cái giọng mà ngon á. Bụng nàng mới giữ nè. Bụng ngon á. Cái gì? Mà nó văng nổi giọng. Chắc là. Cái giọng mà trình chắc là không được. Hồi nãy tôi chặt đâu có đứt đâu. Bứt. Trời ơi, bứt dội như con tui vậy á. Không làm gì đẳng mà chặt tiêu cái dao luôn á. Rồi hả? Cái ngồi cái tôi lấy nè. Cái bè kia giặt là người đây giỏi á, cái đấy bỏ xuống là ra chặt chát này rồi chặt để về cái tôi đánh xuống nó chụm á, nó chụm á, nó giống như cao su vậy á. Ờ phải đè xuống xuống nè. À chụm nè, 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 chụm nè. Uống chụm mềm á. Má bữa chưa? Bỏ bát, bỏ bát, nó đào trước mà thôi. Rồi, 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 rồi. Cái mỡ mỡ nè, mỡ mỡ của đầu chương trình nè, béo lắm các bạn. Mới để vô mà nó lại để vô vậy thôi, không thấy nóng không mày. Mấy cái mỡ mỡ nè, ăn đã. Có mấy cái này tính vô để vô. Béo. Không biết mà để vô. Không nè các bạn ơi. Ăn cái bụng nó nè, mỡ. Còn đó. Béo. Rồi nóng rồi thôi. Chưa thôi nữa hả? Ở lên đêm rồi đó. Tối đầu lên đêm rồi. Ngon như vậy mà không chịu gì. Ai ý anh hả? Mang ê rồi. Phải hỏi em ở đâu đây? À mấy đứa này hả? Cô Hằng mà tối nữa. Dạ. Đông á. Kệ con có nhiêu ăn nhiêu. Ở trong nhà. Chuẩn bị quyết liệt lên. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Chị giới thiệu đi, gồm có gì vậy? Rồi, giá qua làm hồi nãy nói rồi. Không phải. Cái này bông nè. Có luôn rồi. Bông súng. Bông súng giá hoa làm. Cái này là cái gì? Keo nail. Giá qua làm hình như mặt không của em á. Ở đây là keo nail. Bên đây tại trời nóng. Đây là rau nhút. Đây là rau muống. Đây là rau đắng. Rau đắng nằm dưới đây. Đâu thấy đâu. Ôi đủ hết trơn luôn nè. Mê luôn. Rau đắng. Đây là
chanh, đây là ớt, đây là mắm, đây là bắp chuối, đây là rau muống bào, đây là chuối bào, cây bào nè. Đó, đây là rau, là cách cắt trộn sống sạch lắm. Đây là tía tô, còn này tô tía má. Rồi bắt đầu ăn. Má. Bánh á. Cái bánh ăn hết nửa cái lẩu rồi đó. Để nó quay xéo vậy không có thấy ăn đâu. Rồi ăn đi, tự do. Rồi nó nổi chứ, có mỡ nổi trên như thằng kỳ vậy. Bà rọi là sao nằm dưới được. Thịt bà rọi hả? Ừ, chắc ít bà rọi quá gì quá. Rồi, miếng mỡ rồi coi. Này bà rọi nhiều nhiều nó mới ăn. Cái gì vậy? Này, chơi sình mà. Ây da. Chơi sình. Không có là cái này. Dưới cái bà rọi cũng ra. Tôi nghĩ thằng Út không lại, không biết đâu. Miếng mỡ hả? Các bạn thấy Việt Nam không nóng lắm. Các bạn thấy ở Trần các bạn đừng cười nha. À, tôi về đây tôi muốn áo thun vậy nè các bạn. Đây áo thun. Nóng lắm các bạn ơi. Đây ở Trần không à, tôi với Kháng nhiều khi tôi cũng ở Trần. Đây là sao bờ sông rồi các bạn. Đó trên nó trên dốc cầu quá các bạn. Đèn nó đèn cầu quá, trần đứt. Sông này đi ra ngoài kia là sông Cú Chiên các bạn. Ban đêm rồi quay các bạn không thấy đâu. Đó trên nó là cái đài truyền hình Vĩnh Long đó các bạn. Phát coi như là ăn khách giết nước luôn, không có đài nào qua nó hết. Rồi kết thúc vô các bạn, bye bye các bạn, hẹn gặp lại những video clip, bye bye. Ngon quá các bạn ơi, ăn ngon lắm. Ngon quá các bạn ơi, các bạn ơi. Các bạn thích nhớ nhấn like và subscribe các bạn, like. Và chia sẻ cho mọi người cùng xem nữa. Mấy bạn subscribe đó, mấy bạn sẽ không có bị mất mát gì hết. Nhưng mà rất là một cái sự giúp đỡ rất là lớn cho ba của mình đó. Cảm ơn mấy bạn nhiều nha, nhớ subscribe nha. And then nếu bạn subscribe á, xong rồi đó nó sẽ hiện lên cái chuông á. Mấy bạn bấm vô cái chuông là mỗi lần ba mình up cái video mới lên thì mấy bạn sẽ được thấy cái video đó, mấy bạn sẽ coi. À, nếu mà bạn thích đó, thì nhớ bỏ cái tâm up. Like. Like là thích. Rồi xin bye bye các bạn, bye bye. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại những video kế tiếp các bạn, bye bye.